anh em, hiện tại thì đang bán cho anh trai cái đôi đèn xi nhan của Hilo anh em nhá. Một đôi xi nhan của Hilo luôn. Đấy là kiểu băng đó. Băng thế mà. Đây. Còn loại này. Một loại thôi anh ạ. Có mỗi loại này thôi em mới bán đấy. Em không biết bác có hỏi vàng đỏ hay vàng chanh như nào thì em không rõ, nhưng mà có một loại đi thôi. Em có một loại duy nhất thôi. Xe bác đỗ ngoài này là anh hay đỗ ở trong kia? Xe bác đỗ ngoài này anh hay đỗ trong kia? À được, em tưởng ngoài này bác thì ra lấy quét cho nhanh. Thôi chờ bác theo ý của bác đi. Không em bạn hai em không hiểu bác ý nha. Anh em rất là nhiều luôn. Hai anh trai mua hộ đôi đèn xi nhan về Nghệ An anh nha, anh em nhé. Bác Tài từ Nghệ An, hôm nọ định ship cho bác đi về cơ, nhưng mà bác ấy bảo là thôi, khi nào có nhiều người đứa em cạnh bến xe nước ngầm chạy qua lấy. Thì hôm nay hai anh trai đây sẽ qua lấy các bạn này. Xong rồi đóng thẳng về Nghệ An luôn đây, các bạn nhìn này. Đấy, 37 Nghệ An. Đấy, thank you hai anh em nhá. Có gì cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ mà đúng phụ tùng nước của mình nhá. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ liên hệ cho mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 anh em nhá.